Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay cửa hàng Tùng Nguyên Audio giới thiệu cho tất cả các bác hai mẫu bát 40 giờ xếp. Ở bên tay trái của Tùng Nguyên Audio là một mẫu bát từ 190/76. Còn cái mẫu bát ở bên tay phải của Tùng Nguyên Audio là từ 220/100, thì các bác đang được xem côn 76 và côn 100. Côn 100 sẽ tiếng bát cực kỳ khỏe, côn 76 sẽ vừa bát vừa lời. Đấy, anh em sử dụng các dòng loan lời hoặc gia đình thì sử dụng côn 76 thôi. Còn ai thích chơi nhạc DJ với công suất lớn thì đánh côn 100. Và khi Tùng Nguyên giao cho các bác khách ở trên mọi miền Tổ quốc thì các bác lưu ý, khi các bác chơi súp hơi gia đình sự kiện, em có bán lẻ một cái bát 40 côn 100 để làm súp các bác nhé. Các bác làm súp hơi thì lấy cái dòng giờ xếp, tiếng của nó rất là trâu và khỏe, tiếng bát dày. Hôm nay rất là nhiều các linh kiện của giờ xếp hàng khủng. Tép kèn neo 750 niền khối của giờ xếp, tép kèn giờ xếp L850 từ 180 và côn 75, loại hàng xịn. Nặng 6,5 cân một củ các bác nhé. Và hôm nay thì Tùng Nguyên Audio sẽ giới thiệu tất cả các bác để các bác xem cái mẫu bát và mẫu tép. À, phân tần nữa, phân tần của nó thì các bác chốt đơn con này có mã là model là 005. Chạy 3 trở bằng nhôm. Các bác lưu ý cho em là phân tần này là full đơn, một bát và một kèn. Đấy thì em sẽ giới thiệu đôi bát 40 côn 76. Côn 76 ở đây là từ 190 này. Đấy. Côn 100 là từ 220 này. Các bác nhá, từ 220. Thì con này từ to hơn, côn to hơn. Và con này thì sẽ vừa bát vừa lời, gân vải cảm dầu, ba gân và màng xếp ni lẫn sóng. Con này gân 3 gân, tiếng trống rất tốt. Tiếng trống rất tốt từ 190 của côn 76. Con này từ 190 côn 76 thì vừa bát vừa lời, rất tốt. Vì nó là dòng giờ xếp mà, tiếng bát tốt lắm. Kẹp lỗ là thép trắng từ 190 côn 76, bát 40. Thì con đâu các bác mà làm súp nhá, thì em chỉ bán lẻ cái mẫu bát côn 100 này thôi. Từ 220 côn 100, đít nhọn viền xanh, đít có đôi 4-6 cái lỗ để tỏa khí tỏa nhiệt. Con 40 từ 190 cũng đít nhọn viền xanh các bác nhé. Từ 220 côn 100. Con này màng xếp ly lợn sóng, gân vải tẩm dầu là 3 gân. Màng sơn bóng dầu này, con 40 côn 76 cũng sơn bóng dầu này. Rất là đẹp luôn. Kẹp lỗ là thép trắng từ 220 côn 100. Với cấu hình ngày hôm nay thì em sẽ làm cái video và để so sánh cho tất cả các bác và các bác cùng xem và tham khảo giá nhé. Đôi bát 40 này thì các bác có thể mua lẻ một cái là côn 100 từ 220 với giá là 3,2 triệu một đôi này. Được bao ship toàn quốc, nhận hàng kiểm tra rồi mới thanh toán. Bát 40 từ 190 côn 76 là 2,3 triệu một đôi, nhận hàng kiểm tra rồi mới thanh toán. Bát 40 giờ xếp. Đấy, tiếng trống rất là tốt. Còn khi các bác mà chơi với cả các cái mẫu phân tần thì nếu mà loa bát 40 thì sử dụng các kèn 750 thì các bác đánh bộ phân tần có model là 005. Chở của nó được sử dụng bằng chở nhôm, 3 chở. À, con này thì tiếng của nó tép và tiếng lời nó rất là ok luôn. Con này nó không thiên về giải nào đâu. Con này nó sẽ đều có 3 giải. Đấy. Đường check đây, đường bát đây. Đường input đây. Đấy. Có nhiều các loại phân tần ý, thì có thể là tiếng bát đánh tốt nhưng mà tiếng check nó đánh nó hơi bị xé. Thì các bác lấy các cái phân tần của BL đây thì tiếng của nó rất là hay. Đặc điểm nó thiên về cái 3 giải, thế nên là nó không có nghĩa là không làm trội về giải nào. Thế nên là tiếng của nó rất là hay. Và tiếng tép rất là nhuyễn các bác nhé. Phân tần này có model là 005. Thì các bác lắp full đơn 40 thì các bác chọn bộ phân tần này. Đấy, chạy 3 chở bằng nhôm. Không phải là chở sứ thì rẻ. Thì các bác đang xem đây, cái đôi tép này nó lại còn nót cả một lớp mút này. Cái này mút chống rung thôi, một lúc sau nó lại cứ bong bong như thế này, nhưng không ảnh hưởng gì cả. Cái này chỉ là chống rung thôi, miết mà nó lại dính đó, vì nó có cái keo của nó. Con này bắt bằng 4 con ốc, con này bắt 4 con ốc thì đây là dòng tép neo này, các bác nhìn này. Con này củ của nó thì nó rơi vào tầm 2,5 cân hay 3 cân gì đấy, em cũng không để ý lắm, nhưng tầm đấy. Đây, thì thực tế thì của nó phải khác. Thực tế nhá, anh em xem củ leo này. Hơn 2 cân một chút thôi. Thì con đâu anh em xem củ thường này. Củ thường nhá, 6,5 cân. Con này là hàng khủng đấy, em nhập hàng khủng các bác chơi đấy. Này, các bác nhìn chưa, 6,5 cân nhá. Đấy, thì
Đây là em cân cho tất cả các bác để các bác tham khảo. Thì con này là hàng của nó là con này thuộc vào gấu luôn các bác nhé. Nó là hàng cực kỳ gấu. Con này bích lỗ và bích tê của nó rất là dày. Đấy, hai cái miếng sắt của nó đây. Nó dày như no bát luôn. Nó dày như no bát các bác nhé. Đây là một dòng check khủng với cấu hình chuyên đánh phun đôi và phun đơn loại khủng, tiếng khỏe bền từ 180 côn 75 RCF L850. Bác nào mà chơi sự kiện hoặc là chơi mà cấu hình tép khỏe thì chơi dòng này. Các bác lưu ý, dòng này kể cả các bác, nhiều bác bảo là cái loại này thì côn cháy thì hơi khó thay côn. Các bác yên tâm, các bác dùng cái loại này của em có côn để gửi cho khách hàng. Đấy. Riêng các cái mẫu đắt này thì các bác yên tâm, nhà Tùng Nguyễn Audio khi các bác cháy côn các bác bảo là em ơi, anh lấy củ tép từ 180 của em bị cháy côn thì em gửi cho anh một đôi côn. Ok, em Tùng Nguyễn Audio sẽ lên đơn gửi cho các bác một đôi côn y hệt như này luôn, kể cả côn tép neo này đều có hết các bác nhá. Các cái mẫu mà nhà em chuyên làm với sự kiện các thứ thì đều lúc nào cũng có côn để cho khách hàng. Kể cả các bác nào mà không mua tép của em mà mua côn của em, bắt buộc các bác phải chụp ảnh cái mẫu tép vào Zalo để Tùng Nguyễn xem là mẫu gì. Không cứ bác bảo tép côn 75, các bác mà bảo em tép côn 75 bán cho anh một đôi em không bán đâu. Mà nói chung là em phải nhìn tép là mẫu gì, đấy có trùng với các mẫu của em không thì em mới bán. Đấy, không bán về thì không nắp được à? Các bác lại bảo là không vừa rồi. Thôi anh trả lại chú nha. Một nói một câu xanh dờn như thế rất là phức tạp. Thế là các bác muốn mua côn của em phải chụp ảnh vào Zalo. Cái đôi tép mà giờ xếp N850 này của nó là 2,1 triệu một đôi. Từ 180 và côn 75. Các dòng khác là từ 170 côn 75 thôi. Nhưng con này từ 180. Hàng này là hàng khủng, chuyên phun đôi và phun đơn loại công suất lớn. Đấy, đánh sự kiện các bác nhá. Và tiếng tép con này là rất là hay. Nó không những từ 180 rồi còn bích tê của nó là hàng khủng dày. Đấy. Còn đây là đôi tép neo giờ xếp cốc nhôm và con dây dẹt. Con này là tép của nó là leo liền khối các bác nhá, leo liền khối. Con này liền khối này, các bác nhìn ba cái thớt này của nó giống nhau này, nó là leo liền khối. Con này thì của nó thì hơn 2 cân một chút. Đấy, con này của nó là mâm bằng kim loại và viền đồng. Con này của nó có giá là 2,9 triệu một đôi. Đấy, thì hôm nay thì em Tùng Nguyễn Audio giới thiệu tất cả các bác đồng bộ giờ xếp đây. Thì các bác thích từ thường hay từ neo thì các bác chọn mẫu hay liên hệ trực tiếp cho cửa hàng Tùng Nguyễn Audio để đặt hàng. Hôm nay Tùng Nguyễn xin chào, hẹn các bác trong clip mới nhất nha.